Hello anh em, bây giờ Khải sẽ làm một cái minh chứng cho năm độc khi mang kháng hỏa 75 và năm độc khi mang kháng hỏa 75 cộng 2 đỡ giao tranh với cái băng rồng No 1 server. Hiện tại vì hôm qua Khải đã livestream thì trong cái trận livestream thì khá đáng tiếc tại vì không kết thúc được không kết thúc được cái băng đó và mình đã bị đột tử. Và anh em cùng xem lại video này để hiểu rõ hơn khi nào chúng ta trang bị 75 kháng hỏa và với 75 kháng hỏa cộng 2 thì nó có sự khác biệt như thế nào. Anh em cùng theo video này và đừng quên cho Khải một like chia sẻ này mày. Làm chậm. Ô, cái băng này khá là tốt, với hạng mười mấy, hạng 16. Và khi gặp cái băng khủng và cái băng bình thường nó khác như thế nào nha anh em? Tại vì cái băng khủng nếu mà kháng hỏa tầm 75 thì khó mà trụ đam nổi được. Còn cái băng Anh em đang xem mà cho bình một like thường chia sẻ này em ơi. Tối có thiên thì tử nha vô em tư. ơi. Hiện tại bây giờ Khải kháng hỏa tầm này chỉ có 75 thôi anh em. 75. Đây ví dụ như gặp thiếu lâm của mình này. Đây thiếu lâm của mình dạng là thiếu lâm cùi này. Hạng năm mấy. Nhưng mà chỉ có một cái dây thòng kim thôi. Đao chưa có, đai không có, áo không có, nón không có. Đôi tay không có thì thiếu lâm này mình đánh được đó, ví dụ vậy. Còn mà thiếu lâm full hoàng kim thì thua. Kỳ hơn là còn thua đồ nữa, thua. Ê, gặp lại anh Thật. Vâng. Đồ à, đầu gốm quá đồng à, thua cái bang đồng cừu, full đồng cừu mạnh quá à. Hả? Chuyển đi, chuyển đi. Đây 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 đây, bộ số hai cuốn tích mạng rồi. À, quá mạnh, mấy chủ đam của đó hai hai rồng chất bài em thấy không? 75 gặp gặp ai vậy này? Và đồng này Khải sẽ mang đây kháng đồng hỏa bán chỉ một lên kháng đồng em. 75 cộng 2. Bây giờ Khải sẽ mang thêm một món kháng hỏa. Ok. Thì nó sẽ khác. Giờ em chỉ cần mang cái nhẫn kháng hỏa 30 vô thôi là đánh được. Mang kháng hỏa cũng chưa chắc ăn được. Phải mang nhá. Phải mang. Đâu, từ ở nhà. Để em lấy một cái nhẫn kháng hỏa đó nữa là được. 25 thôi, cần nhiều. Đủ kháng 75. 25 vô là thành 75 cộng 2 hay sao á. Em coi. Đây đây, em có cái nhẫn kháng hỏa đây. Nè giờ là test anh em xem này. Nếu mà mang thêm một cái kháng hỏa vào để chuyên đánh cái bang á, chuyên đánh cái bang thì nó khác. Còn này là băng thiếu năm hành là đánh trong này có ngam mi này, ngam mi khủng này, cái bang khủng này. Nên là tầm này 5 năm. Đây đây cái tập kích 3 này anh Thật ơi. Nè đã giao lưu lấy lại cái bang tập kích 3 anh em xem này. Cho anh em xem nha, một món kháng hỏa nữa nha. Bỏ món kháng băng đi, một món thôi. Là nó khác liền. Bạn ở đây vô là kháng hỏa 75 cộng 2 rồi. Hồi nãy kháng hỏa cái 75 thôi. Là khác liền chứ. Rồi nè, để bạn lên em xem. Đó, 75 cộng 2 kháng hỏa được chưa? Bây giờ là muốn cho anh em xem này. Lúc nãy là 75 thôi thì nó thiệt là chủ đam không có nổi được. Đây. Bịt 3. Cho anh em xem. Anh em cứ nói sao anh em đọc thua thì thua tại vì không mang kháng thì thua thôi. Bây giờ mà kháng mình cái 75 mà bút âm kháng hỏa lên nữa thì chịu thì nói. Đây. Anh em xem lại nha. Đây, anh đây là hai set hai kỹ năng vốn có này, set đồng cừu này. Đó. Bây giờ Khải mang kháng hỏa 75 75 cộng 2 thì chắc chắn nó sẽ trâu hơn gấp mấy lần. Đó, rồi này. Kháng hỏa nó trâu hơn thì mình nó cảm giác nó khác liền chứ không phải như là cái kiểu kia. Thấy chưa? Quýnh mình giờ đâu ra bao nhiêu đâu. Con này bắt đầu này. Đấy, thấy chưa? Khác hoàn toàn liền anh em, trâu hơn nhiều chứ. Thấy chưa? Các bố cứ sợ ra mì bằng thấy toàn thằng bạn đánh. Không, vẫn đam to, đam vẫn to rồi nha. Đam vẫn to nhưng mà điều là kháng hỏa 75 nó trâu hơn nhiều. Trâu hơn hoàn toàn.
Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Hoa 75 cộng 2 thì nó khác hoàn toàn chứ. Còn Khải thì Khải mang theo kiểu là năm hành mà. Thấy chưa? Đánh khác hơn, thấy chưa? Nên là anh em đừng có nói Khải là tại sao thua cái bang. Tại sao thua cái bang rồng thì mình mang theo kháng kiểu mình sợ Nga Mi. Thì mình mang hai món Kha Mi thì mình mới đánh Nga Mi được. Chứ nếu mà Khải mang kiểu này á, kháng hàng Khải còn ở số 9 nè. Khải chắc chắn gặp Nga Mi hai một cuốn đó là Khải thua 100% luôn, không đánh được. Đó. Mà trong này thì cái bang với Nga Mi nó cũng 5-5 như nhau. Thì mình mang kiểu kia thôi, giờ biết sao. Đâu là tùy lúc à. Đây là cái băng rồng. Ở bên đây cái băng bóng, đây cái băng bóng. Ok. Đây là cái băng bóng. Xác định Khải. Đó. Một cái. Chung là mang hai kháng hỏa thường thường. Hồi trước mà chơi mới server kia á là năm động mang kiểu đồ này, giữ hai món kháng hỏa, một món kháng băng, một cái đao kháng hỏa là đỡ đánh năm hành này nọ, cái băng này nọ đánh được hết. Còn như là trong liên đấu mà anh em. Liên đấu đó là Khải phải mang theo là có thêm kháng băng nữa. Có kháng băng được mới đánh ngày 12 mới cuốn được. Hôm qua kia 75 kia quần thua mà nó là cũng căng lắm chứ đâu phải. Đây là cái băng xác định Khải. Đó. Đây là cái băng bỏng nha anh em. Dạ, từ từ. Đang sôi đồ. Đây là cái băng bỏng nha. Nói chung là mang kháng hỏa vào 75 cộng 2 thì cái băng rồng là gọi là cũng 5-5 nhồi máu như thế nào nữa thì mình anh thua là do mình nhồi máu nữa thôi. Vừa rồi Khải đánh là Khải còn 40 bình đó. Tại vì 75 cộng 2 rồi kháng hỏa nó trâu rồi, mình đâu còn uống nhiều máu đâu. Nói chung là sợ Nga Mi nhiều hơn, trong này nhiều Nga Mi lắm. Nga Mi hai một cuốn với lại Nga Mi thanh trực nữa, nó mang ngập bội anh em. Ngập bội là đánh không lại, một món kháng băng đánh không lại. Thử rồi, hôm trước Khải mang một kháng hơn, một món kháng băng á đánh không lại. Nên là phải mang hai món kháng băng mới trụ được Nga Mi. Trong này nha, có đến 4 đến 5 con Nga Mi ngập bội đạt tóc rồi. Mà nó chuẩn như gió, mà kháng băng thấp thì thua. Còn nếu mà mạch như thế này là chuyên đánh cái bang rồi, gặp cái bang là cũng hên xuôi 5 năm thôi. Còn gọi là chuyên đánh cái bang rồi. Cái bang có 2 con, 3 con cái bang rồi. Đây là cái bang bỏng, mạnh vãi lộ chưa. Đây là cái bang bỏng. Cái bang này thì hồi trưa thì anh em mình có đã test nhau rồi. Mình chỉ cần bút được cái vua vào là ông ta thua thôi. Coi như bây giờ là ông đó ra đây. Nói chung là đánh như cái bàn hay là phái nào cũng vậy, cứ cắt được bùa là mình có tỷ lệ thắng đến 50% rồi. Còn thắng nữa hay không là do mình nhồi máu thôi. Đó, một cục có động đấy, hai bùa là một cục có động đấy. Cái vấn đề là mình nhồi máu như thế nào để cắt bùa người ta á. Dính hai bùa là chết à. Cái băng bổng máu giấy mà. Cái băng bổng nó đánh đau phết thì. Đâu nhưng mà máu giấy. Y xì con đường môn luôn anh. Em chỉ cần cắt được hai bùa em xây một bát độc là chết. Đấy. Điều là máu giấy. Chứ cái băng bọng cũng khá là mạnh, nó không có yếu. Máu nó ít thôi. Nó mạnh nhưng không có yếu được. Cho nó cắt bùa em, nó quýnh em cũng thốn chứ đâu phải đơn giản đâu. Thấy không? Hình là có cái kháng mình búi khiên lên đó. Đây là bị mình xây một cục bát độc là cái băng này đai này. Ma chém một đầu gốm hai. Lục đọc. Chạy sâu hình chết luôn. Không nổi à. Nói chung là cái băng này cũng khá là mạnh. Xét định Khải mà đâu yếu được. Còn cái này là cái băng rồng. Cái băng rồng là đồng cừu. Đồng cừu thì cái độ âm kháng hỏa cao lắm rồi nè. Cái ngọc bội đã âm mười mấy phần trăm rồi. Còn cái kêu mười hấy đó âm thêm mười mấy phần trăm nữa. Là chỉ cần đánh cho người Khải là Khải âm hai mấy điểm rồi. Người đâm ra nói là em mệt luôn á. Từ từ, từ từ, từ từ. Đang suy nghĩ. Đây, trận này gặp cái băng rồng tiếp tục này. Cái băng rồng tiếp tục nha. Đầu tay đồng cừu. Từ từ, cứ từ bình tĩnh. Cứ từ bình tĩnh. Cái băng này đánh được anh em.
Lúc giao tranh với cái băng này thì Kháng Họ Khải trở về 75 thôi nha anh em. Kháng Họ trở về 75 thôi, tại vì Khải phải mang một món khăn băng vào. Cái băng này đánh được. Hết máu chưa? À, thấy chưa? Cái băng đó thì đánh được. Còn cái băng kia mạnh quá thì cái băng của anh Thật thì bó tay, nó đánh lại được. Nếu đánh phải full Kháng Họ thì mới ra. Đây là cái băng Never Die Khải nói lúc nãy em nếu quá gặm này. Thì một bao tay á thì cảm giác nó không có khỏe, không khỏe bằng cái kia. Kia là full set đồng cừu, hai nhân kiện này nữa, anh em cứ nghĩ hai con cái băng nó khác hoàn toàn một vật mà. Sao mà bảo Khải thắng được cái băng này được. Đó. Anh em nhìn đi. Người ta bỏ tiền ra đầu tư được cái gì? Đầu tư là đỡ cho mình khỏe mạnh đó. Hai con cái băng khác nhau hoàn toàn. Anh em cứ thấy như cái trận vừa rồi đó, Khải đánh con cái băng kia nó rất là đơn giản. Không có gì. Thì người ta khỏe thì người ta phải anh thì nói chuyện nó quá là đơn giản. Trừ khi mà cùi á, cùi anh mình á thì anh em mới nói mình được. Đó. Nếu mà mình gặp cái băng cùi mà anh mình thì thiệt, mình chỉ có nước buông tay luôn. Đó. Thì anh em muốn nói sao nói. Đây thì gặp cái băng khủng thì cũng hên xui thôi. Thằng nào nói sao nào. 31 ba cấp đạt rồi. K, 300k hơn. Anh em vô trang web YouTube thử nó chạy không anh em? Ủa sao em đang live nhưng nó YouTube bị đá luôn rồi. Danh mắc kênh YouTube luôn á. Ý là không đăng nhập được YouTube luôn. Cứ như là YouTube bị lỗi, bị đít á. Gọi là mất trang chủ YouTube á. Anh em nào vô YouTube thử được không anh em? Mất trang chủ YouTube luôn rồi. Được bình thường anh ơi. Được không? Không được.